Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một xã thị Kimco CB3 2001 chính thức trình làng với một thiết kế ba bánh độc đáo. Ở những thời gian trước thì hãng Kimco cũng đã phát hành một vài đoạn quảng cáo ngắn về cái mẫu là CB3 mang cho mình thiết kế ba bánh hàng đầu của hãng. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, hãng xe Đài Loan cũng đã chính thức giới thiệu đến khách hàng rất nhiều mẫu xe mới. Bên cạnh những mẫu như là F900, DTX 310 vân và còn rất nhiều cái dòng xe khác nữa đã chính thức được ra mắt. Và trên thực tế, ngay từ cái cuộc triển lãm Milan Auto Show 2017, thì hãng Kimco đã trưng bày các mẫu xe ý tưởng của mình, chẳng hạn như là CB2, CB3, dựa trên cái phiên bản là Akka 550. CB3 2001 đã trở thành một mẫu xe sổ cho mình tới cấu trúc ba bánh phổ biến trong những năm gần đây, được thiết kế trở thành một cái dòng xe tay ga cỡ lớn ba bánh đầu tiên của hãng Kimco, đáp ứng cho nhiều nhóm người tiêu dùng hơn. Kimco CB3 2001 là một cái mô hình phát triển mở rộng dựa trên nền tảng của Akka 510, sử dụng hệ thống dẫn động Vicoro cùng với sức mạnh được cung cấp bởi cái động cơ là hai xanh 550cc làm mát bằng nước, sinh ra một công suất cực đại là 51,6 hp tại vòng tua máy là 7.050 phút, mô men xoắn cực đại 53 Nm tại vòng tua máy là 5.750 vòng/phút. Thực sự không khác nhiều so với phiên bản là Akka 510 về mặt công suất tổng thể, còn cái độ trải nghiệm thì hãy đợi lúc ra mắt mới đánh giá được. Về mặt cấu trúc ba bánh của cái chiếc CB3 sử dụng cái cấu trúc là giảm sóc đôi một bánh trước, tương tự như cái chiếc trên mặt Nikkei. Cơ cấu lái như vậy cho phép cái phiên bản là CB3 2001 đạt được hiệu quả hơn trong lúc đi vào cua. Hệ thống treo trước sử dụng tổng cộng là 4 cuộc cùng với một cái cơ cấu là thủy lực nằm ở hai bên của một cái kết nối trung tâm để hoàn thiện hơn cái bộ cấu trúc lái. Thông số lớp trước 110/70/3, chạm phía sau 160/65/15. Các chiếc CB3 2001 cũng có ngoại hình thể thao, đường nét thì cơ bắp phía trước. Mặc dù cái đèn pha sử dụng là chưa được công bố, nhưng theo chúng tôi thấy đây chính là một cái giải đèn LED. Yên xe được thiết kế tách rời trước và có một cái điểm tựa lưng ở phía sau. Các trang bị chi tiết, các thông số kỹ thuật của cái chiếc CB3 2001 vẫn chưa được công bố. Theo chia sẻ từ phía của Kimco thì cái chiếc CB3 2001 sẽ chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.